Chị thấy gì trong đó? Có xe. Có xe gì? Xe rớt. Khóc luôn rồi. Mừng quá khóc hả chị? Trời ơi, rơi nước mắt. Rơi nước mắt luôn. À, vui quá cả nhà, vui quá rơi nước mắt luôn. Dạ bà, cô chú anh chị thân mến, hôm nay xin Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình hoàn cảnh của cô gái 20 tuổi có 3 đứa con. Lúc trước Sơn Ngọc cũng đã có chia sẻ hoàn cảnh của cô gái lên trên kênh của Sơn Ngọc rồi. Và hiện tại cô gái đang đứng phía bên cạnh Sơn Ngọc đây. Em chào chị nha. Dạ. Dạ. Hôm bữa giờ chị có đi làm công việc gì không chị? Không. Dạ. Ở nhà quê con rồi chăn bò. Rồi chồng mình đâu rồi chị? Chồng đi làm. Chồng đi làm rồi. Là ngày nào anh cũng đi làm đúng không? Dạ. Dạ. Bữa giờ rồi có dư giả tiền mua đồ ăn cho các con không? Đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi. Bữa giờ có mua thịt cho các con ăn không? Có thì mua, có không có thì thôi. Dạ? Có thì mình mua, không có thì thôi. Mình ăn cá khô hay là để. À, cá khô lúc trước em tặng đúng không? Dạ. Dạ. Có tiền thì mua thịt cho các con ăn, còn không có thì thôi. Dạ. Chồng chị cũng đi làm điều điều. Dạ. Dạ. Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình đó. Đó là cô gái 20 tuổi có 3 đứa con. Thì chị gái này còn khá là trẻ với cái độ tuổi của mình để mà lập gia đình ở cả nhà mình. Nhưng mà chị đã có 3 đứa rồi thì rất là khó để mà chăm 3 đứa con ở nhà, rất là khó khăn. Tiền thì không có, chỉ có một mình chồng chị đi làm thôi thì không có đủ lo cho cả gia đình. Tính luôn cả 3 đứa và 2 vợ chồng thì hết 5 người rồi cả nhà. Bé trong đó quậy gì đó. Hiện tại ba bé đang ngồi trong nhà chơi. Hiện tại đây là căn nhà của vợ chồng anh chị ở dưới làng cả nhà. Thì hôm trước Sơn Ngọc cũng có chia sẻ đến cả nhà mình căn nhà dưới làng và cũng như căn nhà trên núi thì hai căn nhà rất là giống nhau, làm hoàn toàn là bằng tre như thế này. Trời mưa thì gia đình của chị gái là không có ở được cả nhà, tại vì nước mưa nó tạt vào. Cũng phải chịu đựng ướt người, rất là thương, thương mấy đứa nhỏ, ba đứa nhỏ cả nhà. Và hôm nay Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình một ngày rất là vui và hạnh phúc của gia đình chị gái, đó là được những con bà, cô chú anh chị nhà hảo tâm yêu thương hai vợ chồng, gửi cho hai vợ chồng một cái căn nhà rất là đẹp. Và thì Sơn Ngọc sẽ tiết lộ sau cho cả nhà mình cùng biết nha. Và không biết là gia đình của mình đã ăn cơm chưa chị nhỉ? Chưa. Chưa à? Chưa. Mình nấu gì đây rồi? Cá khô. Cá khô hả? Dạ. Cá khô cho em xem được không? Là buổi trưa hôm nay gia đình mình ăn cái này à? Cá cơm khô lúc trước em gửi cho mình. Rồi nấu lại lá me. Canh chua lá me. Hôm nay Sơn Ngọc đến nhà của chị á, thì không có chị đâu, rồi mới đi lên trên núi cao rẫy của chị để mà kêu mấy mẹ con về để mà Sơn Ngọc trao tặng cái món quà yêu thương của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm ở cả nhà. Thì giờ này cũng trưa luôn rồi, 11, 12 giờ trưa rồi, rất là nắng luôn. Chắc có lẽ là em với chị sẽ tiết lộ căn nhà để cho tất cả ông bà cô chú anh chị cùng biết chứ. Bữa giờ hai vợ chồng có ở chưa? Chưa. Sao vậy? Sao mình không qua ở luôn chị? Em chưa giao cho chị nên chị chưa ở. Em chưa giao cho chị nên chị chưa ở hả? Dạ. Dạ. Bây giờ chị dẫn các con qua luôn không? Nha, đi. Chào mừng cả nhà mình đã đến với căn nhà mới. Đây, em trao cho chị cái chìa khóa. Em tưởng nó khóc chứ. Khóc. Tưởng nó mừng khóc chứ. Cảm ơn. Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình, đây là căn nhà mới Sơn Ngọc thay mặt những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm làm cho gia đình của chị.
căn nhà này. Thì không biết là cả nhà mình thấy căn nhà như thế nào ha. Bây giờ là chị mở cửa ra đi. Dạ. Trước mắt cả nhà mình á là khuôn viên ở ngoài là có một cái mái hiên lên nè. Đấy, vách cửa nè. Đấy cả nhà. Để chạy. Chị thấy gì trong đó? Có xe. Có xe gì? Xe rớt. Khóc luôn rồi. Mừng quá khóc hả chị? Trời ơi, rơi nước mắt. Rơi nước mắt luôn. Vui quá cái nhà, vui quá, rơi nước mắt luôn. Đấy là chị vừa mở cánh cửa ra, chị bất ngờ khi mà thấy được một cái hình ảnh là những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm tặng cho chị. Hôm nay là chị Ngọc thực hiện cho chị là hai cái điều ước. Đó là lúc trước chị ước á là có một căn nhà để mà che nắng che mưa cho các con, và ước thêm có một chiếc xe nữa để mà hai vợ chồng đi lại và có thể là chở con đi học. Dạ. Đúng không? Dạ. Và khi mà chị mở cánh cửa ra, chị thấy cái ước mơ của mình nằm trong căn nhà này á. Và chị bật khóc cả nhà. Chị giống như mơ vậy. Giống như mơ hả? Em cũng thấy chị như vậy cũng rất là vui và mừng. Không biết là cả nhà mình như thế nào nữa. Thì bây giờ chị dẫn cả nhà mình vào trong nhà và cho cả nhà mình xem cái ước mơ của chị nha. Dạ. Dạ cả nhà mình ơi, thì phía trong này là một cái phòng để cho hai vợ chồng có cái không gian riêng tư của nhà sư Ngọc làm cho gia đình của chị luôn. Bây giờ chị vào trong phòng đi chị. Cửa thì ở đây nè cả nhà. Sư Ngọc mời cả nhà mình nha. Chị ơi, chị nêu cảm nhận của mình khi mà thấy nhà và căn phòng của mình nè, cho cả nhà mình cùng biết. Chị vui. Chị vui rồi chị thấy rất là hạnh phúc, có nhà, có xe. Có phòng không gian riêng tư nữa ha. Dạ. Chị thấy căn phòng như thế này có rộng rãi không? Đủ để mình sinh hoạt trong này không? Có. Dạ. Yeah. Rộng, đẹp, đẹp hơn nhà chị cũ nữa. Chị lại so sánh căn nhà cũ của chị với căn nhà này cả nhà. Ở dưới thì ở dưới nền cả nhà mình sẽ Ngọc làm gạch bông trắng nè, cho nó sáng lên với lại sạch sẽ để cho các bé chơi, tại vì nhà mình con đông mà, đúng không? Đấy, và bên đây thì có cái ổ điện sẽ Ngọc làm cao lên như thế này, tại vì nhà có con nhỏ cả nhà, làm cao như thế này nè. Và cách mở điện thì mở điện phòng của các chị à, thì chị bấm nút này nhé. Dạ. Dạ. Sư Ngọc làm có một cái cầu chì ở cả nhà, cầu chì kiểu như là nó bị chạm điện thì nó sẽ ngắt điện luôn cả nhà, để cho an toàn gia đình của chị. Dạ. Rồi bây giờ là cả nhà mình thấy căn phòng của gia đình chị Sư Ngọc làm như thế nào nhé, và cả nhà mình cho Sư Ngọc cái ý kiến à. Dạ, thì bây giờ Sư Ngọc dẫn cả nhà mình đi xuống dưới gian bếp. Đi chị. Dạ, bây giờ Sư Ngọc với lại chị gái dẫn cả nhà mình đi xuống dưới không gian bếp. Cái chỗ này á chị ạ, thì để chị làm cái không gian bếp á chị. Hôm trước á là những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm muốn làm cho chị một cái không gian bếp để mình nấu củi á chị. Dạ. Nhưng mà em nghĩ á, vài 3 tháng nữa hoặc là khoảng cỡ 5 đến 2 năm á, em nghĩ là chắc gia đình của mình không thể nào mà mình sử dụng bếp củi nữa. Tại vì khi mà mình sử dụng bếp củi, cái khối củi á chị, nó lên thì nó sẽ làm cháy tôn đen hết cả nhà. Nhìn nó rất là mất thẩm mỹ á chị. Dạ thì em góp ý với các mạnh thường quân nhà hảo tâm á chị, làm cho chị một cái không gian như thế này. Và ý kiến của vợ chồng anh chị là cũng muốn là để lại căn nhà cũ bên đó để mà mình làm một cái không gian bếp. Dạ. Và theo cái ý của em thì em làm như thế này luôn, để chị có thể là làm một cái bếp ga các chị. Dạ. Có thể là mình
tắm rửa mình thay đồ ở đây cũng vẫn được. Nó cũng có một cái chỗ không gian riêng tư cho gia đình của mình. Tại vì hiện tại gia đình của chị là không có cái nhà tắm đúng không? Dạ. Thì em thấy là mình che những cái mền, những cái bạc lên để mà mình phải đợi tối lại mình mới tắm rồi mình mới thay đồ được. Tại vì mình không có cái không gian riêng tư đó. Đó thì em nghĩ là em vừa làm cái gian bếp ở đây, vừa làm cái chỗ để cho vợ chồng anh chị và mấy đứa nhỏ có một cái không gian để mà thay đồ. Thì không biết ý kiến của cả nhà mình như thế nào ạ? Thì cái gian bếp chị Ngọc cũng làm rất là rộng rãi. Chị thích để gian bếp như thế nào thì chị để. Chị để chỗ nào cũng được. Chị nghĩ... Thì đó là cái sở thích của mình. Dạ. Tại vì em thấy là gia đình của chị có một cái bếp ga mini rồi đúng không? Dạ. Dạ. Thì bây giờ mình để một cái chỗ nào đó mình để thôi. Dạ. Dạ. Thì ở dưới nền là dưới gian bếp chị Ngọc không có đóng gạch cả nhà. Do kinh phí rất là hạn hẹp. Nếu như có thể chị Ngọc sẽ đóng luôn cho nó sạch sẽ. Và đây cũng có một cái bóng đèn nữa nè cả nhà. Gian bếp chị Ngọc cũng làm một cái bóng đèn. Căn phòng cũng làm một cái và hiên nhà cũng làm một cái cả nhà. Và bên đây có một cái cửa, cửa bên hông nè, để cho vợ chồng anh chị đi ra vào. Đây, cửa sau của nhà. Đấy, mình đóng lại. Mình đóng cửa này trước xong mình mới khó cửa cái nha chị. Dạ. Khó cửa chính á. Dạ. Nhiều lúc mình đi đâu rồi căn nhà của mình có để những cái món món đồ nào đó giá trị á. Dạ. Cũng khổ sợ bị mất. Dạ. Và chị chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà mình thấy căn nhà này và cái ý tưởng của em làm căn nhà này để dành tặng cho gia đình chị thì chị thấy như thế nào và chị có thể là chia sẻ đến những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm không? Chị thấy hạnh phúc, vui, bản thân chị thấy vui, có nhà mới để ở. Dạ. Em tặng cho chị, nhà hảo tâm tặng cho chị. Em, chị thấy rất là vui khi người ta tặng được căn nhà mới, chị thì không có làm được. Chị thấy nhà có đẹp không? Đẹp rộng. Đẹp rộng. Em phân chia ra đầy đủ tiện nghi để cho gia đình mình dễ sinh hoạt á. Dạ. Dạ. Bếp có nè, phòng có nè. Hiên nhà để cho các con của mình chơi cũng có nè. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhà hậu tâm đã giúp đỡ. Dạ, gia đình con. Nhà. Phải nói là rất là vui hả chị? Rồi, đây con nó cũng muốn chung vui với mình nữa nè. 14 tuổi lập gia đình, 20 tuổi thì đã có 3 đứa con rồi. Chính xác là lúc trước chị gái này là 19 tuổi là đã có 3 đứa con rồi cả nhà. Thì con của chị là có một cậu bé trai lớn nhưng mà bé bị suy dinh dưỡng. Và lúc trước Sơn Ngọc nghĩ chắc vợ chồng anh chị không biết cách để mà lo cho con của mình. Thì bé mới bị đôi chân ở nhà, bé không có đi lại được như những đứa trẻ bình thường. Rất là tội. Thì hàng ngày chị phải lo cho bé, vừa mang bé bên vai rồi đi chăn bò, chăn dê nữa cả nhà. Rồi đi nhặt phân bò nữa, kiếm tiền để đổ gạo ăn. Dạ chị ơi, đây là cái ước mơ thứ hai của mình. Dạ. Và những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm cũng thực hiện cho chị luôn, dành tặng rất là nhiều những cái tình yêu thương của những bà cô chú anh chị dành cho chị á. Dạ. Và em trao chị chìa khóa. Mình có cái này mới khởi động được xe chứ đúng không? Dạ. Khi mà mở cửa ra thấy chiếc xe rồi khóc ở nhà. Cảm ơn nhà hậu tâm đã giúp đỡ một chiếc xe. Vui quá. Không biết nói gì luôn cả nhà. Chị. Bây giờ mình kiểu như là mình vui quá cái thành mình khóc luôn đó. Thì bây giờ mình cũng đạt được những cái ước mơ của mình rồi á.
thì những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm đã thực hiện ước mơ cho chị rồi, và sau này á mình cố gắng mình có phương tiện rồi nè, mình cố gắng mình đưa cho các con mình đi học nè, rồi có nhà thì mình cũng không còn phải lo lắng đến cái việc mà vài bữa nữa đến mùa mưa á, mình không phải là sợ mưa đến thì mình ngủ ướt cả người cũng phải chịu đựng. Dạ. Thì bây giờ là có phương tiện, có nhà thì cái cuộc sống của mình nó cũng đã cải thiện một bước rất là cao rồi đó. Dạ. Bây giờ chị khởi động xe đi. Chị biết chạy xe máy rồi mà đúng không? Dạ. Dạ, chị thấy xe mới không? Xe mới. Dạ. Đây, chị khởi động xe rồi mình đi nha. Đi thử một vòng cho cả nhà mình xem nha. Xe này không còn đạp nữa, không phải như xe cũ của chị nữa, mà đời. Bánh đời. Chị leo lên đi chị, chị leo lên chị ngồi cho cả nhà mình xem đi chị. Xe cao quá. Xe cao quá. Hơi nhón chân một tí nhưng mà cao ráo mình đi cho nó thoải mái ha. Dạ. Dạ. Chị lên ga mạnh lên nè. Chạy ra luôn đi vậy, chị chạy ra luôn, ra ngoài đường chị chạy một vòng rồi cảm nhận và cho chia sẻ cho em biết nha. Chị thấy như thế nào? Chị thấy xe im. À, rồi gì nữa? Xe đẹp, xe im. À, có đó. Tiện cho mình đi không? Tại vì xe cũ của mình là mình chỉ có đạp thôi đúng không? Dạ, đạp đề, không có chìa khóa. Đấy. Rồi xe này là mình lên mình chỉ có bấm đề thôi, là mình đi thôi. Dạ. Rồi xe mới thì mình dắt vô nhà luôn đi chị, để ngồi nắng nó cũ á. Dạ chị ơi. Hôm nay á, em có mang một cái hũ kẹo. Kẹo kiểu như dạng như kẹo có chất dinh dưỡng á chị. Để dành tặng cho ba đứa con của chị nè. Dạ. Thì cái món quà này á, là của một người cô giấu tên ở nước ngoài. Cô gửi cho các cháu. Đó là kẹo ăn để mà có chất dinh dưỡng. Dạ. Hàng ngày chị cho các bé là mỗi đứa ăn 3 viên nha, sáng 1 viên, chiều trưa 1 viên, chiều 1 viên. Dạ. Ba bé nào cũng vậy nha chị. Dạ. Dạ. Này có cái siêu này chưa. Mình để em bóc ra. Kẹo này thì nó cũng giống như kẹo dẻo thôi, nó không phải là thuốc đâu chị. Nó không phải là thuốc mà mình không có sợ. Nó là dạng kẹo á. Đây. Chị bóc ra cho các bé ăn đi chị. Đây nè, nó kẹo dẻo này chị. Dạ. Dạ. À, nhất đó là chị cho bé bé lớn nè. Dạ. Bé anh hai mà còn nhỏ hơn em nữa nè. Dạ. Dạ. Đây chị bóc ra cho mỗi bé một viên đi rồi rác nữa ăn cơm. Ngon không con? Ngon không? Bé đòi ăn nè. À, cô thấy các bé bị suy dinh dưỡng có nhà, bé nào bị nấy ốm nhiều ốm nhông à. Rồi cô gửi cái hũ kẹo dinh dưỡng này để cho ba cháu. Đây. Đây là cô tặng cho mấy cháu luôn á, để chị để dành cho mấy cháu ăn nha. Dạ. Dạ. Em bỏ bọc lại nè. Dạ. Rồi, có nhà có xe rồi. Vui không?
Mừng không? Mừng. Mừng hết lớn luôn ha. Ha. Dạ. Con trai ơi, con qua đây với chú nè. Năm ba mình ngồi. Con đứng đứng dậy cho chú xem nè. Dạ, dạ. Con đi đến chú nè, con đi đến chú nè. Nha. Nha. Đây, đi đến chú. Nha. Bé đi được nhưng mà đi khập khiễn thôi cả nhà. À, con đứng dậy nè. Con đứng dậy. Bé đứng dậy cũng không được luôn cả nhà. Tự đứng dậy không được đó đúng không chị? Đứng dậy được. Tự đứng dậy được luôn hả? Dạ. Con ngồi xuống đây đi con ngồi xuống đi. Ngồi đây là. Con ngồi xuống nè. À. Rồi, con đứng dậy cho chú, con đứng dậy cho chú coi. Con đứng dậy đi, con đứng dậy đi. Tâm thích lờ. Cho khói nhà. Dạ chị ơi. À, bé tự đứng dậy được cả nhà. Con qua đây chú nè. Con trai. Con trai, con qua đây chú. Đây. Chạy luôn hả? Dạ. À, hôm trước á, Sơn Ngọc có gửi cho gia đình của chị một số tiền. Rồi con trai con ngồi xuống đây nha. Rồi chị đi mua một ít thuốc bổ để cho bé uống thì bé mới có thể đi lại được này cả nhà. Chứ lúc trước là bé ngồi như thế này, rồi bé lết, bé dùng hai cái tay bé lết. Rất là thương. Là lúc trước mình còn nhỏ tuổi quá, mình đâu có cái kinh nghiệm để mình lo lắng cho con đâu đúng không? Không có tiền nữa để mua canxi thuốc bổ. Dạ. Đấy, rồi con mới bị như thế này nè. Dạ. Rồi cái dần đi có đứa thứ hai thì mới có đôi chút kinh nghiệm. Rồi giờ có đứa thứ ba nữa nè. Rồi bữa nữa kiếm đứa nữa không? Không. Đứa nào kiếm đứa nữa là khổ nữa. Không. Mệt quá, khổ quá. Có chắc là không không? Không. Chắc luôn. 30 chưa phải là Tết đâu nha. Thôi. À, em chỉ có thể là chia sẻ với chị và dành tặng cho chị cái ý kiến là mình cũng hiện tại cũng chưa có gì trong tay á, cũng chưa có tiền, chưa có công việc ổn định á, thì mình cũng nên mình kế hoạch hóa gia đình đó chị. Dạ. Dạ, để không có thêm đứa nữa khổ nữa. Dạ. Không những khổ mình mà còn khổ con nữa. Dạ. Dạ. Chị hiểu chứ. Dạ, hiểu rồi, tốt rồi. Mà có ba đứa rồi mới hiểu. Dạ. Chứ lớp trước hai đứa cũng chưa hiểu luôn. Hiểu chứ, lớp trước chị muốn kế hoạch bản thân nhưng mà lúc đó không biết suy nghĩ luôn á. Không biết nói như thế nào. Không biết nói như thế nào. Tức là lúc đó chị có hai đứa con rồi thì chị cũng đã nghĩ đến cái vấn đề là không có sanh con nữa ha. Dạ. Nhưng mà cơ duyên con nó đưa đến thì thôi mình cũng nhận luôn ha. Dạ. À. Buồn ngủ luôn hả con? Dạ chị ơi, hôm nay không những là em tặng nhà, tặng xe cho mình mà em còn tặng cho gia đình mình đôi chút những cái món quà nhu yếu phẩm á chị. Em tặng thêm cho chị cá khô nè. Hôm trước cá khô em gửi tặng cho mình ăn hết chưa? Hết rồi. Tính ra 2 kg cá khô chị ăn cũng nhanh hết chứ. Đúng không chị? Ngon không chị? Ăn cá khô chị thấy ngon không? Ngon chứ, nó như la giang. À. Nó như xoài. Dạ. Ngon đúng không chị? Dạ. À, dạ thưa cả nhà, Sơn Ngọc có bán cá khô á, cả nhà mình mua ủng hộ cho Sơn Ngọc nha. Sơn Ngọc cảm ơn ông bà cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ. À. Cả nhà mình mua, cả nhà mình liên hệ cho Sơn Ngọc ạ. À. Em tặng cho chị thêm 1 kg nữa. Em tặng thêm 1 kg nữa. Vui không? Vui. Nhiều không chị? Nhiều lắm. Dạ. Chị nhớ bảo quản trong mát nha chị. Là mình biết cách bảo quản cá khô không? Hôm trước đó chị bảo quản cá khô em tặng á. Chị bảo quản như thế nào để mình ăn lâu? Để phơi trong nắng. Mình phơi ngồi nắng nữa. Dạ. Dạ. Em tặng thêm 1 kg nữa. Em tặng thêm 1 kg nữa. Là 5 kg. Em tặng cho mình 1 chai dầu chiên. Dạ. Em tặng cho mình 1 bọc bột ngọt. Chị lấy bánh ra cho ba cháu ăn đi chị. Chứ mấy ông nhỏ em quậy quá cả nhà. Quá trời quậy à.
Sau này bay bé trai là chị hơi mệt đó nha. Đúng. Tới tận bay bé trai này không mà. Đúng. Ngồi đây nè. Hey. Ngồi đây. Có ăn bánh không? Không ạ. À. Đây em tặng cho chị hai bọc muối, một bọc đường. Có nhà mới, có xe rồi, có quà ăn nữa, sướng gì còn bằng nữa. Những bà cô chú anh chị em rất là thương với hoàn cảnh của chị, cho nên là mới tặng cho gia đình của mình những cái món quà như thế này nè chị ạ. À. Chị phải trân trọng cái tình yêu thương của những bạn cô chú anh chị hảo tâm nha. Chị có hứa gì đến với những bạn cô chú anh chị hảo tâm không? Không biết thưa như thế nào đúng không? Em nghĩ là những bạn cô chú anh chị hảo tâm á, chỉ mong muốn rằng là chị có thể là lo cho các con của mình được tốt hơn thôi. Dạ. Dạ. Để cho các con của mình được đến trường á chị. Dạ. Dạ. Đấy, vậy là được rồi. Dạ. À. Chị hứa là chị lo cho các con mình được tốt hơn nha. Dạ, chị hứa cho, chị hứa sẽ sau này sẽ chăm lo cho con đi học hành, sẽ chăm lo cho con tốt hơn. Chị không biết hứa cái gì, chỉ chăm lo cho con ăn học thôi. Sau này con họ đi học tới lớp gì chị cũng đi cho nó đi học hết. Dạ. Thì bây giờ là chị không còn lo đến việc là nhà cửa xe cộ nữa rồi. Thì bây giờ vợ chồng anh chị làm có tiền thì mình mua đôi chút đồ ăn ngon để cho các con ăn ăn ngon, kiểu như mình ăn ngon nhiều ngày thì mấy bé có chất dinh dưỡng đó chị. Chị đã từng ăn xúc xích chưa? Em tặng mình một bọc xúc xích, chị xé ra ăn thử đi chị. Xé ra thử đi, xúc xích nè, em tặng hai bọc. Rồi các con của mình ăn luôn. Hình như là tóc mấy bé là ở nhà mình tự hớt hay sao vậy chị? Ở nhà tự hớt. Chị hớt hay anh hớt? Chị hớt. Chị nào? Chị tự lấy kéo cắt tóc của mấy bé luôn. Không có tiền mà đi hút ơi, ngoan. Tiền hớt tóc của mấy bé còn không có nữa cả nhà. Con trai con ngồi lại bên mẹ để ngồi ăn xúc xích nha. Bé lớn, bé rất là ngon và hiền luôn cả nhà. Bé ngồi im ru à. Còn nhỏ lại ông thứ ba này lì quá. Yeah. Yeah. Bé ăn rất là ngon luôn cả nhà. Ngon không con? Ngon không? Vui. Ngon không? À ngon, vài bữa chú mua thêm nha. Nha. Ở đâu? Chú quên đi chứ. Ngon vài bữa kêu mẹ mua cho ăn. Chú đâu có ở đây đâu chú mua. Nhìn mấy bé ăn xúc xích thấy rất là ngon luôn, rất là thương. Chị em tặng cho mình một lóc cá lôn. Chị đã từng ăn cá lôn này chưa? Chưa đâu. Cá lôn á chị, mình khui ra mình đổ vào trong cái xôn để mình hâm lại á. À em nhớ rồi, lúc trước em có tặng cho chị rồi mà. Dạ. Chị đã ăn rồi mà đúng không? Dạ. Có ngon không? Ngon. Dạ. Em tặng thêm cho mình một lóc nữa, là hai lóc. Dạ. Mới nãy chú gửi cho tụi con một bọc bánh rồi ha. Chú tặng cho tụi con thêm bọc nữa. Chị đã từng ăn lạp xưởng chưa? Không biết. Đây, em gửi chị một hộp nè. Còn một hộp để em xin phép em cua ra cho chị thấy. Lạp xưởng á chị. Chị đã từng nghe cái tên lạp xưởng bao giờ chưa? Không biết. Không biết luôn. Và tên thì chưa nghe, chắc cũng chưa ăn đâu nha. Đây chị. Ở
như xúc xích gì đó chị. Có ngon không? Nó ngon. Chị, cái này nè, nó ngon lắm. Cái này là làm từ thịt heo á chị. Dạ. Dạ. Thì khi mà chị ăn cái này á, thì như vợ chồng mình chị với mấy đứa nhỏ thì chị lấy khoảng cỡ 2 cây thôi. Dạ. Chị bỏ vào trong một cái xô, chị luộc. Chị bỏ ít Luộc. nước thôi nha. Dạ. Chị luộc. Chị luộc lên rồi nó sẽ chuyển đổi cái màu chín với cái màu sống thì chị phân biệt được mà đúng không? Dạ. Dạ, thì chị luộc lên. Mình luộc lên mình đừng có nêm nếm những cái gia vị hàng ngày mình nêm nếm á chị. Chị đừng Dạ. có nêm nếm cái gì hết á. Chị cứ luộc không vậy thôi, rồi chị xắt nhỏ ra rồi mình ăn. Chị Dạ. cắt khúc khúc vào như thế này nè chị, khúc khúc nhỏ vậy thôi. Thì dạ thưa cả nhà, lúc trước Sơn Ngọc lên trên núi á, Sơn Ngọc gửi những cái lạc xưởng này nè để cho ông bà, thì ông bà lớn tuổi, ông bà không có hiểu cách để mà chế biến á, thì Sơn Ngọc làm thử một lần để cho ông bà biết cách. Nhân riêng chị gái thì chị gái còn khá là trẻ, Sơn Ngọc chỉ sơ qua thì chị sẽ biết thôi cả nhà. Thì cái này là chị luộc ít nước thôi nha chị. Dạ. Thì mình ăn như vậy đó, thì em gửi chị 2 hộp á chị. Dạ, 2 hộp là 1 ký, ăn ngon lắm, lát nữa làm ăn thử nha. Em gửi chị một sắp bánh tráng. Ui dạ, đây em tặng cho chị một thùng mì tôm. Ai con trai ơi, sao xúc xích không ăn mà vứt nó vậy? Con No hết đi rồi chưa hả? ăn. Mấy đứa nhỏ thường những cái gì đó ngon ở nhà em bé ăn ít lắm. Ăn chừng ít là ngán rồi. Con ngồi im nè, con ngồi im nè. Ngồi im là chú tặng quà nè. Nhanh lên, con ngồi im là chú tặng quà. Nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Chị, cho các bé ngồi im lại để em tặng quà. Đi vòng vòng mà không thấy đường. Này Ngồi chị, xuống. em gửi cho cái bọc bột giặt á chị. Dạ, đây là 2 dây xà phòng gội đầu. Gội đầu trẻ ra 40 tuổi á, 20 tuổi. Em gửi cho chị 2 chai xà phòng rửa chén. Này con sữa cho con nè, 3 đứa chặn cho mỗi đứa lon nha nha. Vui không, vui không, Vui 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 nhiều không? Này, chú tặng cho gia đình con bao gạo nha, khiên khiên được thì chú cho luôn. Ôi ôi giỏi ghê không, bé bao nhiêu tuổi ấy chị? Rồi 4 tuổi mà khiêng cái bao gạo 10 kg vậy hả? Chú tặng thêm bao nữa khiêng nè. Khiêng khiêng được chú tặng cho luôn á. Ôi, 4 tuổi mà khiêng. Wow. Bé rất là khỏe luôn cả nhà. Công nhận mấy bé ở trên núi mấy bé rất là khỏe luôn á. Thì những cái món quà của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm em xin phép em gửi hết rồi. Dạ. Dạ, chị thấy có nhiều Nhiều. Nhiều thấy vui nữa. dạ, có gì mình lấy kệ bếp bên nhà cũ qua mình sắp xếp lại nha chị. Dạ. Dạ. Và em chia sẻ đến với chị là những con bà cô chú anh chị nhà hảo tâm tặng cho chị nhà nè, và xe nè, và những cái món quà nhu yếu phẩm này nè. Dạ. Dạ con Sơn Ngọc xin phép thưa với những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm và Sơn Ngọc thưa đến cả nhà mình. Là những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm có tên là cô Trinh Tú Mai tặng cho chị là 300 nghìn. Dạ. Cô Thanh Nhàn và bà Nguyễn Thị Lệ và bà Như Thanh tặng cho chị 1 ký cá khô. Dạ. Cô giấu tên ở Malaysia tặng cho chị 1 ký cá khô. Cô Kinh Đi ở nước ngoài
tặng cho chị 1 ký cá khô và 200.000. Cô giấu tên ở nước ngoài tặng cho chị 200.000. Cô Phương ở nước ngoài tặng cho chị 200.000. Cô Tư ở Lâm Đồng tặng cho chị 200.000. Cảm ơn cô. Cô Sáu tặng cho chị 200.000. Cảm ơn cô Sáu. Chú Hưng Cao tặng cho chị 1 ký cá khô. Dạ, cảm ơn chú Hưng Sáu. À, chú Khâm tặng cho chị 1 ký cá khô. Dạ, cảm ơn chú Hưng Sáu. À, chú Hùng ở Đồng Nai tặng cho chị 200.000 và anh giấu tên. Tên của anh có chữ cái là chữ giờ, tặng cho chị 200.000. Và anh Tâm Thiện Bình Chánh 10 ký gạo. Em xin ngọc thưa với anh Tâm Thiện Bình Chánh là quỹ gạo của anh là đã hết rồi ạ. Em cảm ơn anh, em chúc anh và gia đình của anh luôn có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, chị ATM tặng cho chị 200.000 và chị giấu tên tặng cho chị 1 ký lạp xưởng. Đó là hai cái hũ màu vàng vàng đó, đó chị. Dạ. Lạp xưởng á. Dạ, cảm ơn chị. Số tiền của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm thương tặng cho chị á là 1.900.000. Dạ. Dạ, em mua những cái món quà như cái phẩm này á là hết 900.000, thì còn lại là 1.000.000, em gửi cho mình 1.000.000 nha. Dạ. 1.000.000 là 2 tờ 500.000. Dạ, cảm ơn cô, không biết cô gì tên gì. Là tất cả những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm luôn. Cảm ơn cô chú rất là nhiều đã hỗ trợ tiền và đồ ăn rất là nhiều. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều đã hỗ trợ gia đình con gạo, cá khô, mì tôm, vui không? Mì bén, sữa. Vui. Nhiều ha, nhiều hơn vậy ha. Chị rất là may mắn khi mà những bà cô chú chị nhà hảo tâm dành tặng cho mình cái tình thương rất là lớn. Người đã tặng cho mình căn nhà này chỉ có một người thôi. Dạ. Đó là cô Kindy ở nước ngoài. Cô có tên là Kindy. Cô tên là Candy. Kindy. Candy. Dạ. Ở nước ngoài. Dạ. Chị biết nước ngoài là ở đâu không? Không biết. Ở nước ngoài là mình muốn ở nước ngoài là phải đi cái máy bay á, bay trên trời á. Dạ. Chị thấy cái máy bay trên trời không? Dạ. Là muốn qua nhà cô là phải leo lên cái máy bay á, bay qua nhà, bay trên trời thì mới qua nhà cô được. Dạ, chứ mình đi xe máy không được không? Dạ. Đó là cô Kindy ở nước ngoài, em chia sẻ đến chị vậy, con sẽ ngập chia sẻ. Ngập đá là nô. Nhà mình. Dạ, cảm ơn cô Kindy rất là nhiều đã hỗ trợ nhà cho gia đình con, yêu thương gia đình con, yêu thương các con của con rất là cảm ơn rất là nhiều. Con cảm ơn thôi chứ không biết trả ơn như thế nào nữa, con chỉ biết cảm ơn đã hỗ trợ gia đình con một căn nhà. Khóc nữa rồi cả nhà, vui quá khóc nữa rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều đã hỗ trợ nhà đẹp, nhà có biết nấu ăn, có phòng ngủ. Không biết giá trị căn nhà của mình bao nhiêu tiền không? Chị không biết. Không biết. Em chia sẻ đến với chị nha, đó là cô Kindy ở nước ngoài. Yeah. Thương tặng chị, tặng cho gia đình của mình là 50.000.000 đồng để mà làm cho gia đình của mình căn nhà này. Dạ. Dạ, căn nhà này trị giá là 50.000.000 đồng. Dạ. Làm hết tất cả luôn. Dạ. Tất cả hiện tại trong căn nhà này của mình là trừ xe ra, là đèn đuốc rồi là bắt hết luôn á. Dạ. Và em chia sẻ đến với chị là chiếc xe máy. Mấy đứa nhỏ dở ngoài sau đó nha, kệ cho mấy bé chơi đi chị. Chị ơi, chiếc xe máy này á thì cũng có một phần của cô Kindy ở nước ngoài luôn. Cô tặng cho mình 12.500.000. Dạ. Và cô giấu tên ở nước ngoài, cô tặng cho mình thêm là 2.500.000. Dạ.
Thì tổng cộng số tiền là 15 triệu chẵn. Thì hai cô mong muốn là mua một chiếc xe kiểu như là xe không phải là mới từ hãng ra, mà mua một chiếc xe cũ lại nhưng mà mới khoảng cỡ 80-90%. Dạ. Dạ, tại vì để những con bà, cô chú, anh chị dư ra một cái số tiền để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khác á chị. Dạ. Dạ. Thì mình mua một chiếc xe, cái km người ta đi á thì còn ít lại, và chiếc xe nó vẫn còn bền như là mới. Dạ. Dạ, thì cái số tiền đó thì ít. Dạ. Dạ. Thì chiếc xe trị giá là 15 triệu chẳng. Là cô kinh đi ở nước ngoài và cô giấu tên ở nước ngoài. Hai cô tặng cho chị. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Candy ở nước ngoài tặng một chiếc xe cho gia đình con. Rất là cảm ơn cô. Chúc cô bên gia đình của mình sức khỏe và hạnh phúc vui vẻ. Dạ. Cảm ơn hai cô rất là nhiều. Dạ. Chiếc xe này thì sự mong muốn của hai cô chị nha. Dạ. Dạ. Và cô giấu tên ở nước ngoài tặng thêm cho chị 1.500.000 là 3 tờ 500 nè chị. Dạ. Là số tiền này là của cô giấu tên ở nước ngoài nha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô, các chú rất là nhiều đã yêu thương gia đình con, giúp đỡ gia đình con rất là nhiều hoàn cảnh. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều đã hỗ trợ số tiền nhà xe. Con cũng không biết nói gì nữa. Quá vui quá mừng rồi cả nhà. Dạ con Sơn Ngọc xin phép thay mặt vợ chồng anh chị, thay lời một lần nữa con Sơn Ngọc cảm ơn những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm. Con chúc cho những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, và con Sơn Ngọc cũng hy vọng là ông bà cô chú anh chị luôn ủng hộ Sơn Ngọc nha, và có thể là chia sẻ video, like video, đăng ký kênh ủng hộ cho con Sơn Ngọc ạ. Chỉ biết là chúc sức khỏe đến những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm thôi. Tại vì khi mà những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm có sức khỏe rồi á thì có thể là giúp đỡ cho những hoàn cảnh nhiều hơn nữa. Dạ, một lần nữa con Sơn Ngọc chia sẻ đến những ông bà cô chú anh chị là phía trước căn nhà. Dạ, đây là phía trước ạ. Dạ, cả nhà mình có thể là xem và góp ý cho Sơn Ngọc biết nha. Dạ, mái hiên và cửa đây. Và mình vào trong thì có một cái không gian để cho các bé chơi ở đây. Và ở dưới nền thì đóng gạch bông rất là sạch sẽ. Và bên đây có cái chỗ để cho vợ chồng anh chị để xe nè. Và đây có một cái cửa sổ. Và có một cái chỗ bắt đèn ở đây nè cả nhà. Để vợ chồng anh chị mở đèn lên, mở đèn xuống nè cả nhà. Trong đây là căn phòng. Căn phòng này cả nhà. Mở đèn cũng ở trong này. Dạ đây cả nhà ơi, đây là nguyên căn phòng. Mấy đứa nhỏ lấy đồ chơi để trong này rồi. Dạ. Đi xuống dưới đây là gian bếp, có thể là vợ chồng anh chị kiểu như là tắm rửa rồi mình có một cái không gian để thay đồ luôn cả nhà. Dạ, đây view một công viên rất là rộng rãi. Ở đây mở cửa đây cả nhà. Đây chốt đóng cửa là cầm tay như thế này nè cả nhà. Dạ, cầm tay như thế này. Rồi mình mở ra như thế này rồi mình đẩy ra thôi. Ở ngoài này có một cái chốt nữa cả nhà để giữ cửa lại. Dạ, mở cửa đây rất là sáng cả nhà. Vì một cái không gian rất là rộng rãi. Đây bây giờ mình lên trên con. Đây. Giờ mình đi lên lại. Đấy. Chị nhớ cho các bé ăn kẹo sinh dưỡng, ăn kẹo dinh dưỡng hàng ngày nha chị. Dạ. Dạ. Và đây có một cái cửa sổ nữa rất là thoáng. Đây.
Lúc trước làm xong căn nhà thì chị cũng đã dọn dẹp với cả nhà. Dọn dẹp gạch bông nè, lau chùi gạch bông cho nó sáng nè, mát. Căn nhà mình làm có gạch bông này nè, cả nhà nó rất là mát luôn. Nhưng mà rất là mắc tiền. Không biết là cả nhà mình và những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm thấy con Sơn Ngọc làm căn nhà này như thế nào nha. Có gì sai sót thì mong những bà cô chú anh chị thông cảm cho con Sơn Ngọc ạ. Dạ, một lần nữa con Sơn Ngọc cảm ơn những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm và cảm ơn những bà cô chú anh chị theo dõi kênh con, theo dõi video này của con. Con chúc những bà cô chú anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và chị có muốn gửi đôi lời nào cuối cùng dành tặng cho những bà cô chú anh chị không? Dạ. Chị cảm ơn nhà cô chú rất là nhiều đã hỗ trợ gia đình con một căn nhà, một chiếc xe và đồ ăn rất là nhiều. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn nhà hậu tâm đã giúp đỡ gia đình con rất là nhiều. Dạ, thì em có một vài lời muốn chia sẻ đến với chị là như thế này nè. Thì bây giờ là mình đã có nhà rồi, có xe rồi, thì sau này cái cuộc sống của vợ chồng anh chị có phát triển lên hay không á là phụ thuộc vào vợ chồng anh chị nha. Dạ. Dạ. Thì em cũng muốn là sau này vợ chồng anh chị có thể là làm ăn được may mắn, phát triển lên, có đôi chút tiền để mà lo cho các con. Dạ. Dạ, và em cũng chúc vợ chồng anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ. 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 Sơn Ngọc xin phép khép lại video tại đây ạ. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye.